Dạ cô ơi, con thấy nếu như bé An muốn dậy rồi á thì chúng ta hãy sắp xếp để bé An có thể vừa được sống cùng với cô, À, vừa được sống cùng với Linh. là sao con? Thì chúng ta sẽ cho bé An được sống cùng với bà ngoại, cùng với mẹ luôn. Thiệt hả chú? Ừ, chú nói thiệt mà. Con có thể sống với ngoại và mẹ hả chú? Còn chú sống ở đâu? Chú Minh hả? Chú Minh cũng sẽ dọn về đây để sống cùng với con luôn. Bé An đã nói là muốn sống với mẹ rồi, sao con cứ nói vấn đề này hoài vậy con? Nhưng mà không có bé An thì con sống sao hả mẹ? Với lại hôm nay con với anh Minh cũng đã đi coi nhà rồi, có cái nhà gần trường bé An lắm. An nè, con về ở chung với mẹ với chú Minh nha. Không muốn sống với ngoài. Con không muốn sống với mẹ nữa hả? Bé An à, con thực sự muốn quay về đây ở cùng với bà ngoại hả? Dạ. Em nghĩ con bé không có ý đó đâu anh. Nhưng mà con vẫn muốn sống với mẹ đúng không? Dạ. À, thôi trời ơi, hai đứa đừng hỏi nó nữa. Bé An nó nói rõ cái ý kiến của nó rồi mà, nó muốn sống với ngoại. Dạ cô ơi, con thấy nếu như bé An muốn dậy rồi á thì chúng ta hãy sắp xếp để bé An có thể vừa được sống cùng với cô, À, vừa được sống cùng với Linh. là sao con? Thì chúng ta sẽ cho bé An được sống cùng với bà ngoại, cùng với mẹ luôn. Thiệt hả chú? Ừ, chú nói thiệt mà. Con có thể sống với ngoại và mẹ hả chú? Ừ. Còn chú sống ở đâu? Chú Minh hả? Chú Minh cũng sẽ dọn về đây để sống cùng với con luôn. Về được không con? Dạ, nếu như cô cho phép á thì con sẵn sàng thu xếp để về đây cả nhà chúng ta sống cùng nhau, để bé An có thể sống cùng với ngoại, sống cùng với mẹ của nó. Anh Minh. Không sao đâu em, anh nghĩ đây là giải pháp tốt nhất rồi. Anh nghe em nói cái đã. Mẹ cho hai đứa tụi mình kết hôn là em đã biết ơn mẹ lắm rồi. Anh đừng bắt mẹ chịu thêm chuyện này nữa. Anh thấy chuyện này chẳng có gì đáng lo cả. Có gì không ổn đâu à? Em nói không được mà. Nè, sau khi chúng ta cưới nhau á, nếu như anh không ở nhà của anh thì đối với anh, ở nơi nào cũng vậy thôi à. Sao mà cũng vậy được? Mẹ anh chắc chắn sẽ không cho anh ở rể đâu. Em sao vậy? Hả? Nếu như sau khi cưới nhau, cô dâu có thể về nhà chồng, ở cùng với ba mẹ của chồng, thì chú rể cũng hoàn toàn có thể về bên nhà cô dâu ở mà, có vấn đề gì đâu. Ai ở rể được, nhưng mà anh chắc chắn không. Tại sao anh thì không chứ hả? Tại vì anh là con trai lớn trong nhà, mẹ lại rất kỳ vọng vào anh nữa. Nghe anh nói, không phải á, là nếu như không được sống bên cạnh bé An thì em sẽ rất lo lắng à. Em sẽ không thể sống được, đúng không? Bây giờ em sắp làm vợ của anh rồi, cho nên á, anh phải có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm tới cảm xúc của em. Hiểu chưa vợ yêu? Ừ. Vợ yêu. Ừ, cái gì nữa? Vợ yêu. Mẹ của anh thực sự không khó giống như em nghĩ đâu. Đừng quá lo lắng. Bây giờ anh sẽ về nói chuyện với mẹ của anh. Nếu có gì anh sẽ kể cho em nghe, hiểu chưa? Có cần em về với anh không? Không có cần đâu. Anh tự về nói chuyện với mẹ anh được rồi. Em cứ yên tâm đi. Anh có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của em, để khiến em không phải lo lắng nữa. Em phải có niềm tin ở anh chứ. Ừ? Cảm ơn anh. Cảm ơn. Được rồi, vô nhà nghỉ ngơi đi. Anh về à? Ừ. Ừ? Em muốn tiễn anh đi.
Tiễn anh nữa hả? Được rồi, tiễn anh đi. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.